Rất nhiều người hỏi thân thích bằng hữu tôi có vãng sanh hay không. Đương nhiên người ta nói vãng sanh để an ủi quý vị, nhưng không phải thật. Thật sự vãng sanh là lúc lâm chung họ sẽ nói với mọi người, nói với người bên cạnh: Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi sẽ đi theo Ngài. Đây là thật vãng sanh, hoàn toàn không phải giả. Tuy chúng ta không nhìn thấy, nhưng họ nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn. Không phải vãng sanh như vậy đều không tin cậy. Nên chúng ta phải nắm chắc nhân duyên trong đời này.